Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua XDS RX330, một cái thương hiệu xe, thương hiệu XDS và là một cái thương hiệu mà nó cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu đang rất có chỗ đứng tại thị trường xe đạp thể thao và là một cái dòng sản phẩm chuyên, một cái dòng thương hiệu chuyên sản xuất những chiếc xe đạp cấu hình rất là tốt và cái tầm giá thì tầm tiền thì nó rất là hợp lý. Thì đây hôm nay em về một chiếc xe đạp đua khung nhôm thương hiệu XDS model RX330, sử dụng bộ group Shimano Souza, vành nhôm cao bản 2 phân, dây toàn bộ chạy âm sườn và sử dụng phanh đĩa các bác nhé, phanh đĩa, và đang có giá bán thì cũng là 9.900.000. Thì nó là một cái cấu hình rất là ổn trong cái tầm giá. Đây, hôm nay về một chiếc xe tông màu trắng, trắng đỏ rất là đẹp, cực kỳ thể thao, khung vuông, khung hộp trông rất là cơ bắp và cực kỳ là chắc chắn. Dây thì toàn bộ được chạy âm sườn, rất là đẹp. Do là khung đã qua quá trình sử dụng, xe đã qua quá trình sử dụng và xe bãi nhập khẩu về nên là nó trên khung nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi do cái quá trình mà luyện tập. Nhưng mà còn về chất lượng xe, từ chất lượng khung viền rồi đến bộ chuyển động hay là bi ổ các thứ là còn cực kỳ là tốt. Sử dụng bộ full, một bộ chuyển động Shimano Souza với 9 tầng líp, từ đề sau 9 tầng líp, gạt đĩa 2 tầng đĩa và đùi đạp trục rỗng. Rồi đến bộ tay lắc trên này. Đấy, full hết một set chuyển động Shimano Souza. Và được trang bị bộ phanh đĩa rồi các bác nhá. Phanh đĩa này là zin theo xe luôn các bác. Nguyên bản của nó là phanh đĩa rồi. Phanh củ phanh Shimano. Mayer thì được sử dụng là Mayer Lovatec, bánh bi vòng bạc đạn các bác nhá. Vành nhôm cao bản khoảng 2 phân. Rất là đẹp. Vành 700C, vành lim 700C. Máy sau cũng Lovatec bi bạc đạn luôn các bạn, phanh đĩa. Dân sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe là phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì là phù hợp. Chuyển động full Shimano Souza 9 tầng líp và 2 tầng đĩa, cho xe có 18 góc độ khác nhau. Và chiếc xe đang được bán bên em mức giá thì có là 9.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.